và các bạn thân mến, hiện tại thì thẩm mỹ OEO lại tiếp tục xóa đi hình xăm cho một vị khách hàng nữ. Và chị ơi, chị có thể cho phép được hỏi là mình tên là gì được không ạ? Tên là Trang. Chị Trang đúng không ạ? Hình xăm này mình có cách đây lâu chưa chị Trang? Em có gần 1 năm rồi. 1 năm đúng không ạ? Vâng ạ, và thời điểm hiện tại thì không biết tại sao mình lại quyết định xóa đi hình xăm này ạ? Do công việc. À thế ạ. Vâng, chị Trang ơi, không biết là như thế nào mà mình biết đến thẩm mỹ OEO bên em ạ? Vấn chứ bạn bè à, tức là bạn mình đã làm tại đây rồi và sau đó thì giới thiệu cho mình đúng không ạ? Vâng ạ, chị kỳ vọng điều gì khi mà chúng ta xóa xăm tại thẩm mỹ Ohio ạ? Mất hết. Chị có lo về việc để lại sẹo không? À, vâng, quý vị thân mến, thẩm mỹ Ohio thì đang xóa đi hình xăm cho chị bằng cái công nghệ là Piconil 450. Và với cái hình xăm này của chúng ta thì thẩm mỹ OEO sẽ cam kết là sẽ hết sạch 100% màu mục trong thời gian ngắn nhất và không để lại sẹo. Và đây mới là kết quả buổi đầu tiên thôi quý vị có thể thấy không ạ? Kết quả buổi đầu tiên của chị rất là tuyệt vời ạ. Đó, quý vị có thấy không? Thế là chúng ta gần như là cũng mờ đi khoảng tầm 80% rồi. Đó. Và nếu như quý vị đang có hình xăm muốn xóa đi thì chúng ta có thể đến với thẩm mỹ OEO số 208 Hoàng Ngân, Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.